Mến chào quý vị độc giả của báo Đồng Nai. Mời quý vị cùng báo Đồng Nai cập nhật tin tức cùng tin nhanh audio. Bản tin hôm nay thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2024, tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch. Sau đây là nội dung chi tiết. Thường trực tỉnh ủy chúc Tết cán bộ công chức khối Đảng Mặt trận Tổ quốc đoàn thể của tỉnh. Tin của Phương Hằng. Trong không khí đón mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, chiều hôm qua 6 tháng 2, tức ngày 27 tháng Chạp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã chủ trì buổi họp mặt chúc Tết đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Thay mặt tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã gửi đến lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh và gia đình lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng và thắng lợi. Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn lãnh đạo các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh đã hết sức nỗ lực trong năm qua để thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa Đảng với nhân dân. Bí thư Tỉnh ủy cho biết trong năm 2023, Đồng Nai cơ bản đạt được các mục tiêu đã đề ra, tuy nhiên còn một số việc triển khai thực hiện chậm. Bí thư Tỉnh ủy hy vọng năm Giáp Thìn, mỗi công chức, cơ quan nỗ lực cho công việc hiệu quả hơn, đảm bảo hai yếu tố chuẩn mực về pháp lý, quy định và đảm bảo về thời gian. Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực để thúc đẩy công việc hiệu quả hơn. Mỗi việc làm được triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn thì về đích sớm hơn và có nhiều cơ hội trong phát triển hơn. Đồng Nai tiễn người lao động về quê đón Tết. Tin của Nga Sơn. Thưa quý vị, cũng chiều hôm qua 27 Tết tại ga Biên Hòa, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Công đoàn Đường sắt Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình gặp mặt đoàn viên công đoàn người lao động tham gia chương trình chuyến tàu công đoàn Xuân 2024. Chuyến tàu công đoàn Xuân 2024 Đồng Nai có 330 công nhân lao động và 97 thân nhân công nhân lao động tham gia xuất phát từ ga Biên Hòa về các tỉnh miền Bắc, miền Trung từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 2. Chuyến tàu công đoàn Xuân 2024 là một trong những chương trình được các cấp công đoàn duy trì nhiều năm, thể hiện sự đồng hành trong việc chăm lo Tết cho người lao động. Qua đó tiếp thêm động lực để đoàn viên công đoàn người lao động yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với địa phương. Những cá nhân tham gia chương trình chuyến tàu công đoàn là những đoàn viên công đoàn người lao động có thành tích cao, có sáng kiến trong lao động sản xuất, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa về quê đón Tết cùng gia đình. Cảnh sát giao thông tiếp sức người dân về quê đón Tết. Tin của Đăng Tùng. Để hỗ trợ người dân làm ăn xa về quê đón Tết Giáp Thìn 2024, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức các chương trình tiếp sức trên các tuyến quốc lộ qua Đồng Nai. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ lập các điểm tổ chức tặng nước suối, khăn lạnh, khẩu trang, vật phẩm thiết yếu cho người dân di chuyển về quê trên các tuyến quốc lộ qua Đồng Nai. Các đội trạm cảnh sát giao thông sẽ chọn thời điểm phù hợp trong ngày khi lượng người về quê đông đúc để tiếp sức cho người dân di chuyển bằng xe máy về những tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Thời gian thực hiện gồm 2 đợt trước và sau Tết. Cụ thể, trước Tết từ ngày 5 đến 8 tháng 2, tức từ ngày 25 đến 29 tháng Chạp. Thời gian sau Tết sẽ từ ngày 14 đến 16 tháng 2, tức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng Giêng, cũng trên các tuyến quốc lộ và ở hướng di chuyển ngược lại. Hoạt động này được lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh thực hiện trong nhiều năm qua vào các dịp lễ Tết để giúp người dân từ thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai về quê an toàn thuận lợi hơn. Giải ngân hơn 300 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tin của Phạm Tùng. Thưa quý vị, Ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cho biết, tính đến cuối tháng 1 đã hoàn thành giải ngân hơn 300 tỷ đồng các tiểu dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1. Trong đó, với dự án thành phần 1 thì đã giải ngân gần 122 tỷ trên tổng số vốn 800 tỷ thuộc kế hoạch vốn năm 2023, đạt hơn 15% kế hoạch. Đối với dự án thành phần 2 thì đã giải ngân hơn 190 tỷ trong tổng vốn 182 tỷ kế hoạch vốn năm 2023, đạt hơn 104% kế hoạch. Hiện nay, Ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thành công tác kiểm đếm bồi thường đối với toàn dự án. Đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã trong vùng dự án thuộc thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành thực hiện xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân. Về bàn giao mặt bằng, trong tháng 2 sẽ bàn giao cho chủ đầu tư hơn 22 ha đất thuộc dự án thành phần 1, đạt gần 19% tổng diện tích dự án. Tại dự án thành phần 2 sẽ bàn giao cho chủ đầu tư gần 28 ha, đạt gần 19% tổng diện tích dự án. Chỉ bàn tiến không bàn lùi để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông. Tin của Phạm Tùng. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản gửi lãnh đạo các đơn vị và các địa phương liên quan về việc triển khai thực hiện công điện số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án công trình hạ tầng giao thông. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các Sở Giao thông Vận tải, Tài nguyên Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Nội vụ, Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh, Ủy ban nhân dân các địa phương,
nghiên cứu nội dung công điện, căn cứ nhiệm vụ được giao, chủ động khẩn trương tập trung triển khai thực hiện. Trong mọi trường hợp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, các đơn vị địa phương cần đồng tâm hiệp lực, chỉ bàn tiến, không bàn lùi, quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để vượt qua mọi thách thức đưa công trình về đích. Các đơn vị tiếp tục phối hợp, tập trung tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo xử lý tháo gỡ các khó khăn tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đồng thời quan tâm đến công tác xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm các điều kiện sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, người dân sớm có chỗ ở mới, ổn định trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Quý vị vừa cùng Báo Đồng Nai cập nhật các tin tức đáng chú ý cùng Tin Nhanh Audio.